Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Đỗ Đăng Thu, 60 tuổi, trú tại xã Efe, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 52 tuổi, là vợ của Thu. Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 2, Thu đi uống rượu về đến nhà thì thấy cửa kính trên cầu thang để lên lầu 2 bị khóa. Lúc này, Thu đi xuống nhà lấy một cái búa quay lại đập bể cửa để đi lên lầu 2. Cùng thời điểm này, vợ của Thu là bà Thủy đang đi qua nhà người thân để lấy thịt, nhưng thấy Thu về thì nhớ đã khóa cửa kính nên quay lại để mở. Thấy Thu cầm búa đi lên cầu thang thì bà Thủy liền gọi nhưng Thu không nghe thấy. Lúc này bà Thủy chạy vào đến nhà thì Thu cũng vừa đập vỡ cửa kính xong. Tức giận nên bà Thủy đi đến chửi và tát hai cái vào má Thu. Sau đó, bà Thu đi xuống cầu thang dọn dẹp kính vỡ. Bực tức vì bị vợ chửi bới, sỉ nhục nên Thu đã nảy sinh ý định giết bà Thủy rồi tự sát. Sau đó, Thu vào bếp lấy một con dao nhọn rồi đi đến đâm một nhát trúng vào ngực trái của bà Thủy. Bị đâm, bà Thủy vừa kêu cứu vừa dùng hai tay giằng co rút được con dao ra khỏi người rồi ném xuống nền nhà. Gây án xong, Thu quay lên lầu 2 lấy một con dao khác rồi tự đâm vào ngực trái của mình để tự sát và ngất xỉu. Rất may sự việc sau đó đã được người thân phát hiện, đưa vợ chồng Thu đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, bà Thủy bị đâm thấu ngực trái, thủng màng ngoài tim, thủng thùy trên phổi trái với tỷ lệ thương tật là 21%. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Krông Bắc để điều tra, đến nay, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Thu về hành vi giết người.